Nguyễn Học Tuấn, học sinh lớp 7A6 trường Trung học cơ sở Phúc Diễn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cuốn sách mình rất là thích, đó chính là cuốn sách Những tấm lòng cao cả của tác giả Emmanuel Amici. Cuộc sống hiện tại đôi lúc chúng ta rất bận bịu, vì vậy ai cũng tìm cho mình một thú vui riêng. Tôi cũng vậy, tôi tìm sách. Sách là một người bạn không thể thiếu của tôi. Trong những cuốn sách mà tôi đã từng đọc, tôi thích nhất là cuốn Những tấm lòng cao cả của tác giả Emmanuel Amici. Cuộc sống bận bịu hiện tại, ai cũng tìm cho mình một thú vui riêng, một sở thích cá nhân đặc biệt. Tôi thì không có những sở thích đặc biệt như người khác, tôi chỉ thích đọc sách. Cuốn sách mà tôi lựa chọn đó chính là cuốn Những tấm lòng cao cả của tác giả Emmanuel Amici. Trong cuộc sống bận bịu hiện tại, có rất nhiều người tìm cho mình những sở thích cá nhân đặc biệt, những thú vui riêng. Nhưng mà tôi thì lại khác, tôi tìm sách. Sách là một người bạn không thể thiếu của tôi. Cuốn sách mà tôi lựa chọn đọc trong những ngày này đó chính là cuốn Những tấm lòng cao cả của tác giả Emmanuel Amici. Cuốn sách lấy bối cảnh khi nước Ý đã thống nhất và cũng nên nói về đề tài yêu nước. Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết là những vấn đề về xã hội, sự nghèo đói. Những tấm lòng cao cả được yêu chuộng vì văn phong giản dị cũng như những ý nghĩa cao cả mà nó để lại cho những người đọc. Những tấm lòng cao cả được viết theo hình thức nhật ký của một cậu bé. Cậu có tên là Erinco. Cậu học cậu 10 tuổi và hiện tại đang học ở Ý. Gia đình cậu thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội, khi nhiều bạn cùng lớp xuất thân từ tầng lớp sang. Trong cuộc sống bận bịu hiện tại, có rất nhiều người tìm cho mình những sở thích và thú vui đặc biệt. Tôi thì lại khác, tôi tìm sách. Sách là một người bạn không thể thiếu trong cuộc đời học sinh của tôi. Trong những ngày nghỉ dịch gần đây, tôi đã phát hiện ra một cuốn sách vô cùng đặc biệt, đó chính là cuốn Những tấm lòng cao cả của tác giả Emmanuel Amici. Cuốn sách nói về bối cảnh khi nước Ý đã thống nhất và kể về một cậu bé tên là Enrico. Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết là những vấn đề về xã hội, sự nghèo đói và những tấm lòng cao cả được yêu chuộng bởi văn phong giản dị và những ý nghĩa cao cả mà nó để lại. Cuốn sách được viết theo dạng nhật ký của một cậu bé. Cậu thuộc gia đình thượng lưu trong xã hội, trong khi nhiều bạn thuộc tầng lớp lao động. Câu chuyện diễn ra theo thứ tự thời gian suốt 3 năm học lớp 3 của cậu. Ở đó, Enrico đã được tiếp xúc với những cậu bé có nhiều tính cách khác nhau. Tiếng kể vào cuốn nhật ký của Enrico là những câu chuyện đọc hàng tháng khi thầy giáo yêu cầu học sinh chép để kể chuyện cho cả lớp. Thầy giáo cậu là một người hết sức yêu thương học sinh và cũng như cả Enrico. Đây là những câu chuyện kể về tấm lòng, những thiếu niên dũng cảm của nước Ý. Có những người hy sinh vì tổ quốc, cũng như cậu bé trinh sát ở Limbaria. Có những người chết để cứu những người thân trong gia đình của mình, như cậu bé Roma hay cậu bé Sicalia. Và cả những người có những nhiều nghĩa cử cao đẹp. Ở thư viện trường tôi, các bạn có thể tìm thấy rất nhiều cuốn sách hay. Ví dụ như những cuốn sách về Bác Hồ, những tác phẩm văn học nổi tiếng, hoặc là cả những tác phẩm lâu đời. Khi đọc tác phẩm Những tấm lòng cao cả, bạn sẽ chìm đắm trong ký ức rong ruổi bên cạnh gia đình, bạn bè, cùng những tháng ngày khó khăn, ký ức ấy, cùng tình cảm đối bờ với học viện trường của mình. Các bạn cũng sẽ tìm thấy rất là nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Ví dụ như những cuốn sách về Bác Hồ, những tác phẩm văn học nổi tiếng hay cả những chuyện trên thế giới. Khi đọc tác phẩm, bạn sẽ chìm đắm trong ký ức rong ruổi của cậu bé bên cạnh gia đình, bạn bè, những ngày tháng khó khăn, ký ức ấy cùng tình yêu vô bờ đối với ba mẹ, bạn bè thật quý giá làm sao. Với tác phẩm Những tấm lòng cao cả cùng lòng nhân đạo của tác giả đã mang đến cho người đọc sự ấm áp, dường như lan tỏa đến từng tế bào, bởi đó chính là điều kỳ diệu do tình yêu mang lại. Những dòng văn sẽ tiếp thêm nghị lực cho bạn qua. Đây là một cuốn sách hay, nếu được các bạn hãy đọc một lần trong đời. Chào bạn, bạn đang đọc sách gì vậy? Cuốn sách này thật là hay, mong bạn sẽ đọc hết. Các bạn có thể tìm được một cuốn sách hợp với mình. Chào các bạn.